có 3 nét tướng của người đàn ông rất là dễ phát tài và có hậu vận giàu sang. Các bạn hãy thử kiểm chứng xem có đúng hay không nhé. Thứ nhất là chuẩn đầu mũi to và cánh mũi dày. Trong thuật xem tướng ấy, thì mũi quản về tài lộc. Người mà có chuẩn đầu mũi to ấy, là những người có cơ hội về tiền bạc rất là lớn, cũng như là cái năng lực kiếm tiền tốt. Bên cạnh đó thì cánh mũi nói lên cái khả năng quản lý tài chính và giữ tiền. Chính vì thế người có cánh mũi dày ấy, là người có năng lực quản lý tiền bạc rất là tốt. Yếu tố thứ hai là miệng rộng. Người xưa vẫn hay nói là đàn ông miệng rộng thì sang mà, đúng không? Người có miệng rộng ấy, là người ăn được nói được. Cho nên ấy, những người miệng rộng thì điểm mạnh lớn nhất của họ đó là sử dụng cái khả năng giao tiếp, khả năng ăn nói của mình để kiếm tiền. Và yếu tố cuối cùng là trán cao, vuông và rộng. Trán là nơi chứa não bộ. Cho nên ấy, những người có trán cao, vuông và rộng là những người có đầu óc tư duy và phân tích rất là tốt. Những người này thì nghĩ lớn và làm lớn. Đặc biệt ấy, là trong cách sắp xếp quản lý công việc và cuộc đời của những người này, nó rất là nguyên tắc, cứng rắn, khuôn mẫu và kỷ luật. Điều này sẽ góp phần làm nên cái sự thành công rất lớn đối với họ. Các bạn có biết ai có 3 đặc điểm này không? Hãy cùng kiểm chứng rồi phản hồi lại cho tôi biết nhé.